mô tả sữa bột Morigana số 9 đến 820g, 1-3 tuổi. Sữa Morigana số 9 đang là một trong những loại sữa được nhiều người sử dụng và tin dùng cho con yêu nhất. So với những chức năng và những loại sữa có dưỡng chất an toàn bên gia đình và bạn bè, những tác động bên ngoài sẽ khiến sữa mẹ có những trách nhiệm an toàn nhất cho trẻ. Sữa Morigana số 9 là một loại sữa sẽ khiến cho bé nhà bạn thích thú và tin cậy hơn. Từ 1 tháng 3 tuổi, mẹ có thể chọn loại sữa này cho con bạn nhằm bổ sung thêm những chất cần thiết cho trẻ như DHA, ARA để bé phát triển trí thông minh tối đa. Ngoài ra, sữa Morigana còn là một trong những loại sữa được nhiều người chọn vì được coi là sữa rau, với những tính chất và công dụng thích hợp với nhiều bé sẽ khiến bé có những cách chọn cho con được an toàn nhất. Khi bé uống sữa Morigana số 9 này, bé sẽ lớn lên được an toàn mà không lo quá béo, mà còn giúp bé được lớn lên không lo táo bón ghé thăm. Cân nặng của bé phát triển theo đúng tiêu chuẩn WHO là điều mà các mẹ cảm thấy hài lòng khi sử dụng dòng sữa Morigana này được an toàn nhất. Ưu, nhược điểm của sữa Morigana số 9. Với những chất dinh dưỡng của Morigana số 9 như lactoferrin là một trong những chất dinh dưỡng khiến cho bé có những cách chọn và sử dụng chất dinh dưỡng an toàn cho trẻ được nhanh chóng sử dụng và tăng cường phát triển trí não nhất cho trẻ. Chống nguy cơ gây hại đến trẻ một cách nhanh nhất, sữa Morigana số 9 tăng cường hệ miễn dịch giúp bé điều hòa cơ thể được an toàn và sử dụng được những cách tạo cho bé những khả năng hấp thụ tốt nhất cho trẻ. Morigana số 9 cũng được bổ sung DHA, lactulo và raffinose là yếu tố bifidus có tác dụng cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Vi khuẩn bifidus prebiotic giúp tăng cường một số vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, sữa bột Morigana nhạt vừa thơm và vị béo. Đặc biệt giúp bé không bị táo bón. Cách pha sữa Morigana số 9. Cách pha Morigana số 9, một thìa gạt ngang sữa tương đương 5.6g pha được 40ml sữa. Nước pha sữa là nước đun sôi để nguội đạt 50 độ C. Sau khi pha xong, để nguội xuống 37 độ C rồi mới cho bé uống. Morigana số 9 nên bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, không để trong tủ lạnh. Nên sử dụng Morigana số 9 trong vòng 30 ngày từ khi mở hộp. Thông tin sữa Morigana số 9, SSD Morigana số 9 giờ 18 tháng kể từ ngày sản xuất, dạng thành phẩm, sữa bột lon thiếc. Khối lượng dung tích Morigana số 9, 820g, hộp hãng sản xuất Morigana, xuất xứ của sữa Morigana số 9, Nhật Bản. Độ tuổi dành cho Morigana số 9, sữa dành cho trẻ từ 12 đến 36 tháng, cách đọc ngày SX, cách đọc ngày sản xuất của loại sữa này là theo kiểu Nhật đọc ngày tháng năm từ phải sang trái. Trong đó tháng thường được ký hiệu bằng chữ cái, bắt đầu từ A là tháng 1, còn năm thì chỉ dùng một chữ số cuối cho nguyên một thập kỷ, VD năm nay là 2012. Thì chữ số của phần năm chỉ là số 2, bài viết trên là toàn bộ thông tin sản phẩm sữa Morigana số 9. Morigana số 9 là một trong những sản phẩm hàng đầu tại Nhật Bản. Đã được rất nhiều các bà mẹ tin tưởng và sử dụng, hãy nhanh tay đặt hàng để có được mức giá ưu đãi đến từ chương trình. Link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận, nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.